Vâng, em xin kính chào tất cả các bác nhá. Ở trong video này ngày hôm nay, bác nào có nhu cầu mua hàng, các bác gọi điện thoại trực tiếp bên cơ sở một giúp em các bác nhá. Rồi, ok. Vâng, ngày hôm nay thì em sẽ để đáp ứng được rất nhiều cái hỏi đáp của các bác, và rất nhiều bác muốn mua một cái bộ combo loa lời, thì bên em hôm nay có lên cho các bác cấu hình rất là đẹp luôn, và giá thành vô cùng yêu thương cho anh em. Và đây là em nói luôn là, và em sẽ báo giá cụ thể cho các bác luôn. Đây là cái loa thùng bass 16 loa bãi các bác nhá. Và phân tần của nó đây, phân tần của nó còn nguyên ở đây các bác nhá. Thì hình dáng của nó đây các bác nhá, còn nguyên căng đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, thùng bass 16 rất là hợp lý, những bác nào về làm loa lời, loa trả lời các bác nhá, rất tuyệt vời. Thì đây thì em có, hôm trước em có mua được ở công ty thanh lý ra một số các bass 16 của DK. Thì hôm nay em ghép cho các bác những cái cấu hình mà chơi rất là hay, mà giá tiền vô cùng hợp lý, mà lại sở hữu những cái dòng chép kèn như này. Và các bác đã biết là chép kèn thì bao giờ nó cũng đắt, và tiếng nó sáng hơn những cái dòng chép giấy rồi. Thì hôm nay em sẽ lên cho các bác cấu hình rất là hợp lý các bác nhá. Ở cái thùng này thì thùng bass 16 có đầy đủ phân tần rồi các bác nhá, có đầy đủ phân tần, có e căng đầy đủ rồi. Thì bên em đang bán cho các bác giá là 450.000 một đôi bao ship anh em luôn, 450.000 một đôi bao ship các bác nhá. Loa bass DK 16 này, đấy, DK 16 này là bass 16 các bác nhá, nhìn rất là đẹp, gân vải thảm dầu các bác nhá, đấy, lốn rốn lốm này, côn 25,5 các bác nhá, côn 25,5. Đấy, thì bên em đang bán cho các bác 380.000 đôi này, đấy các bác nhá, 380.000. Đấy, và một đôi chép kèm Benziger, đấy, Orocom này, côn 250 các bác nhá. Đấy, kèm cả họng ấy luôn là 330.000 bao ship anh em. Họng này họng 8 các bác nhá, họng 8cm, và tổng tất cả là 330.000. Mấy này tất tần tật vào là 1.160.000. Mấy là thùng bán 450.000 này, bát là 380.000 này, và chép là 330.000 này. Các bác thích mua lẻ cũng bên vẫn bán luôn nhá, thích mua thùng cũng bán, thích mua bát cũng bán, mà thích mua chép cũng bán luôn này các bác nhá. Thì tổng tất cả là 1.160.000, nhưng bên em nếu bác nào mà lấy combo cả bộ này là đầy đủ cả căng lưới, cả bát, cả chép, cả phân tần luôn, bên em bán 1.1 em bao ship toàn nơi cho anh em luôn, ok chứ các bác. Đấy, chép này là 330.000 một đôi này, bát này là 380.000 một đôi này, thùng là 450.000 một đôi này, bao ship cho anh em luôn. Đấy, thùng đã là được sơn cho các bác sạch sẽ đẹp đẽ ngon lành rồi. Đấy, màu đen. Đấy, và đây giờ em sẽ mở cho các bác tiếng to một chút để các bác nghe thử nha. Rất là sáng luôn nha, đấy, rất đồng, rất là sáng luôn, hát cao cây trả lời ngay luôn. Đấy, một bộ combo như thế này rất là hợp lý các bác không nhá, rất hợp lý để về làm loa trả lời. Nếu trong trường hợp mà loa bass 25 mà thiếu lời, bass 20 thiếu lời, các bác ghép cho một đôi này vào thì tuyệt vời luôn, bởi dòng chép kèn nó rất là mạnh, công suất của nó là 25W 6 ohm các bác nhá. Đấy, đấy, công suất của nó rất là ok. Bát thì bát DK, có nhớ bát DK này. Đấy, bát DK. Tất cả bao zin cho anh em luôn. Đấy, gân vải thầm dầu rất là đẹp. Đấy, một bộ combo như này bên em bán 1.1 bao ship cho anh em luôn. Còn lấy còn combo toàn bộ, còn bác nào mà mua rời tất cả thiết bị thì bên em vẫn bán bình thường, có nhá. Đấy, mua chép bán chép, mua thùng bán thùng, mua bát bán bát, có nhá. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì hú em câu các bác nhá. Đấy, dòng này thì nói thật với các bác là tiếng rất là hay, rất là sáng, hát karaoke cực phê luôn các bác nhá. Rồi.